nhớ chúc mừng năm mới. Hai bên mặt trước và sau là bốn tượng biểu tượng thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc, bánh chưng, bánh tét, dưa hấu đỏ, cá ngừ đại dương thể hiện phát triển kinh tế biển của Hòa Nhơn, biểu tượng đại lộc đồng tiền vàng thể hiện sự may mắn, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Ở giữa là quả dừa vàng cao 2,4 mét được các điệu nghệ thuật tượng trưng cho đời sống văn hóa, vật chất tinh thần của người dân Hòa Nhơn. Nó được biết đến là một trong hai xứ dừa nổi tiếng của cả nước và đã đi vào thơ ca Việt Nam. Các cụm linh vật đều xếp đặt trên bể hoa lá xanh tươi, nhiều màu sắc bài trí xen kẽ kết hợp với triển lãm ảnh Hòa Nhơn về thành tựu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa con người Hòa Nhơn, yêu quê hương đất nước, đoàn kết sáng tạo, cần cù, công thực, nhân ái, nghĩa tình, tạo nên bức tranh đầy màu sắc đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc quê hương và tô điểm cho không gian chung của vườn hoa xuân Quý Mão 2023 tại quảng trường Hòa Nhơn. Kính thưa toàn thể các đồng chí, với tất cả mong muốn quê hương Hòa Nhơn thân yêu sẽ đón chào một năm mới sung túc, bình an và phát triển. Đó là lý do khai trương biểu tượng linh vật xuân Quý Mão 2023. Về dự lễ khai trương, trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phạm Trương, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh ủy. Trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Tự Hồng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Trân trọng kính giới thiệu đồng chí Văn Thanh Gia, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã. Trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Đình Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã. Trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đẹp, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã. Trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa 20, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã. Trân trọng kính giới thiệu các đại biểu lãnh đạo các ban phòng của thị xã. Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí Trần Hữu Thảo, ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phát biểu khai trương tượng biểu tượng linh vật gia đình mèo xuân vầy hạnh phúc Tết Quý Mão 2023. Kính thưa đồng chí Phạm Trương, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh ủy, kính thưa các đồng chí thường trực tỉnh ủy, các ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các ngành đoàn thể của thị xã, hòa chung với không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023, mừng xuân Quý Mão 2023. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức khai mạc cụm biểu tượng linh vật mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023 và khánh thành công trình hoa viên đường Lê Lợi, Nguyễn Sinh Sắc. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, kính chúc các vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự lễ khánh thành mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các vị lãnh đạo, năm 2022 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ thị ủy, toàn dân, toàn quân của thị xã đã đoàn kết một lòng phấn đấu thực hiện thi đua lao động sản xuất, kết quả đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nhằm phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết lành mạnh, tạo điểm nhấn tham quan du lịch để thu hút du khách trong và ngoài thị xã đến với Hòa Nhơn dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, cũng như thể hiện niềm vui tươi hân hoan của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Nhơn trước những kết quả đã đạt được trong năm 2022. Ban thường vụ thị ủy đã cho chủ trương đầu tư xây dựng cụm biểu tượng linh vật mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023 và công trình hoa viên đường Lê Lợi, Nguyễn Sinh Sắc, lấy cảm hứng từ ý tưởng gồm có mèo bố, mèo mẹ và ba mèo con cùng với mô hình cá ngừ đại dương vượt sóng, mô hình cụm bánh chưng dưa hấu thật tài, cụm mèo trèo xuông, mô hình biểu tượng dừa vàng của quê hương cùng với nhiều loại hoa tượng trưng cho mùa xuân trăm hoa đua nở, hứa hẹn năm mới thành công. Kinh phí thực hiện cụm biểu tượng linh vật mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023 là gần 700 triệu đồng. Thời gian trưng bày là từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão. Vì công trình hoa viên đường Lê Lợi, Nguyễn Sinh Sắc đã được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu của người dân có khoảng không gian sinh hoạt và giải trí cộng đồng, tạo sự nổi bật về kiến trúc cảnh quan đô thị của thị xã Hòa Nhơn. Với thiết kế kiến trúc hài hòa phù hợp với khuôn viên công trình, tổng thể công viên được thiết kế theo hướng tiếp cận từ ba mặt, tạo
gian cao dần vào trung tâm, điểm nhấn không gian nhạc nước với công trình biểu tượng, lấy ý tưởng bàn tay đỡ quả địa cầu tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, vị trí vươn cao mặt đất và con người Hòa Nhơn. Công trình có tổng diện tích là 2.481 m², với tổng mức đầu tư gần 10,5 tỷ đồng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, để hoạt động tượng biểu tượng linh vật tại quảng trường thị xã và hoa viên đường Lê Lợi Nguyễn Xuân Sắc phục vụ tốt nhu cầu cho nhân dân thị xã cũng như du khách đến tham quan, tôi đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung theo dõi triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và đảm bảo công trình được an toàn trong suốt quá trình trưng bày, và công trình hoa viên đảm bảo được tôn tạo bảo vệ thường xuyên. Đề nghị du khách gần xa khi đến tham quan hãy cùng hưởng ứng chung tay với chính quyền để bảo vệ cảnh quan môi trường, trang thiết bị của không gian trưng bày, để biểu tượng linh vật Phật Đản Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và công trình hoa viên đường Lê Lợi Nguyễn Xuân Sắc trở thành điểm thu hút nhân dân trong và ngoài thị xã đến tham quan vui xuân đón Tết. Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo thị xã, tôi tuyên bố khai mạc cụm biểu tượng linh vật Mừng Đản Mừng Xuân Quý Mão và khánh thành công viên hoa viên đường Lê Lợi Nguyễn Xuân Sắc. Một lần nữa chúc các vị lãnh đạo toàn thể bà con mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Hữu Thảo, Ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Và ngay sau đây là nghi thức các ban khai trương. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Trương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Trường Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy. Trân trọng kính mời đồng chí Văn Thanh Gia, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Đình Tuấn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Huy Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Hữu Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã lên vị trí danh dự để các ban khai trương. Thank you.